Thông tư số 38/2019 có hiệu lực với những điểm mới trong đào tạo cấp giấy phép lái xe đã khiến người có nhu cầu học bằng lái cẩn trọng hơn trong lựa chọn những trung tâm đào tạo. Bởi theo thông tư này, các trung tâm đào tạo lái xe phải gắn thiết bị theo dõi lịch học lý thuyết và thực hành đối với các học viên, bổ sung đào tạo lý thuyết về đạo đức và văn hóa lái xe. Việt Nam XVN là một trong số ít những trung tâm đáp ứng được những yêu cầu này. Thì sân tập của chúng tôi thì hiện đại với 11 bài thi sa hình chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, cùng với dàn xe hiện đại và đảm bảo an toàn chất lượng. Dự kiến trong thời gian tới, công tác kiểm tra giám sát các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên toàn quốc cũng sẽ được tăng cường nhằm xử lý mạnh tay các cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn. Việc này sẽ giúp làm minh bạch hơn trong công tác đào tạo và sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đồng thời giúp người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn đến với những trung tâm đào tạo lái xe uy tín.